Bấy giờ Duy Ma Cật biết ý nghĩ ấy, liền bảo rằng: Phật có dạy 8 môn giải thoát, nhân giả đã vâng làm theo, lẽ nào lại đem cái tâm muốn ăn mà nghe pháp sao? Nhưng ngài muốn ăn, xin đợi cho giây lát, tôi sẽ khiến ngài được món ăn chưa từng có. Liền đó Duy Ma Cật nhập vào tam muội, dùng sức thần thông khiến cho đại chúng nhìn thấy về hướng trên, cách đây nhiều cõi Phật liên tiếp nhau như số cát của 42 con sông Hằng. Có một cõi nước tên là Chúng Hương, hiện có Đức Phật hiệu là Hương Tích ngự tại đó. Nước ấy có mùi thơm bậc nhất đối với các mùi thơm của người ta và chư thiên ở các thế giới chư Phật mười phương. Ở cõi ấy không có tiếng thanh văn và bích chi Phật, chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh mà thôi. Phật thuyết pháp với các vị Bồ Tát ấy, khắp cõi ấy mùi thơm tạo ra lầu gác. Người ta đi trên đất bằng mùi thơm, các cảnh hoa viên và vườn tược đều bằng mùi thơm. Từ nơi thức ăn, mùi thơm bay tỏa ra khắp vô lượng thế giới mười phương. Lúc ấy Phật Hương Tích với chư Bồ Tát ngồi lại với nhau sắp thọ thực. Những vị thiên tử đồng một danh hiệu là Hương Nghiêm, thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cúng dường Đức Phật ấy và chư Bồ Tát. Đại chúng đều nhìn thấy như vậy. Lúc ấy Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát rằng: Các nhân giả, vị nào có thể đến chỗ đang dùng cơm của Đức Phật ấy? Do sức oai thần của ngài Văn Thù Sư Lỵ, ai nấy đều lặng thinh. Duy Ma Cật nói: Đại chúng các vị ở đây không có chi phải thẹn. Văn Thù Sư Lỵ nói: Như Phật có dạy, đừng khinh người chưa học. Lúc ấy Duy Ma Cật chẳng rời khỏi chỗ ngồi, ngay ở trước đại chúng hóa hiện ra một vị Bồ Tát có đủ tướng chánh và tướng phụ sáng chói, oai thần chuỗi thắng che trùm chúng hội. Duy Ma Cật nói với vị hóa Bồ Tát rằng: Ông hãy đến phía cõi trên kia, cách đây những cõi Phật liên tiếp nhau nhiều như số cát 42 sông Hằng. Có một nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích với hy trừ Bồ Tát vừa ngồi lại với nhau sắp thọ thực. Khi ông đến đó rồi nên nói theo như lời ta dặn đây. Duy Ma Cật đảnh lễ sát chân Thế Tôn, cung kính vô lượng hỏi thăm việc ăn uống thức ngủ của ngài. Ngài ít bệnh ít não chăng? Khí lực được an ổn chăng? Duy Ma Cật muốn được chút thức ăn thừa của Thế Tôn để làm Phật sự tại thế giới Ta Bà, khiến những kẻ ưa pháp nhỏ ở cõi ấy được đạo lớn rộng sâu, người cũng làm cho danh tiếng của Như Lai được lan tràn khắp nơi. Lúc ấy ở trước đại chúng, vị hóa Bồ Tát liền vượt lên hướng trên, ai nấy đều nhìn thấy vị ấy ra đi. Khi đến cõi Chúng Hương, vị ấy đảnh lễ sát chân Phật, kế đó nghe tiếng vị ấy thưa rằng: Duy Ma Cật đảnh lễ sát chân Thế Tôn, cung kính vô lượng hỏi thăm việc ăn uống thức ngủ của ngài. Ngài ít bệnh ít não chăng? Khí lực được an ổn chăng? Duy Ma Cật muốn được chút thức ăn thừa của Thế Tôn để làm Phật sự tại thế giới Ta Bà, khiến những kẻ ưa pháp nhỏ ở cõi ấy được đạo lớn rộng sâu, người cũng làm cho danh tiếng của Như Lai được lan tràn khắp nơi. Những vị Bồ Tát ở cõi Chúng Hương thấy vị hóa Bồ Tát ấy đều khen là chưa từng có. Các vị ấy liền hỏi Phật Hương Tích rằng: Vị thượng nhân này từ đâu đến đây? Thế giới Ta Bà ở tại nơi nào? Sao gọi là những kẻ ưa pháp nhỏ? Phật bảo các vị ấy rằng: Về phía bên dưới cách đây những cõi Phật liên tiếp nhau nhiều như số cát 42 sông Hằng, có một thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở đó hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay ngài trụ tại cõi thế xấu xa, có năm sự ô trược diễn bày đạo giáo độ những chúng sinh ưa pháp nhỏ. Ở thế giới ấy có một vị Bồ Tát tên là Duy Ma Cật, trụ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn, đang thuyết pháp với các vị Bồ Tát khác. Vậy nên người sai vị hóa Bồ Tát này đến đây xưng dương danh hiệu ta, xưng tán cõi này, khiến cho chư Bồ Tát ở cõi kia được tăng thêm công đức. Các vị Bồ Tát ở cõi Chúng Hương thưa hỏi Phật Hương Tích rằng: Vị ấy như thế nào mà có thể tạo nên vị hóa Bồ Tát này có đức lực chẳng sợ và thần túc như vậy? Phật đáp: Rất lớn, vị ấy sai những vị hóa Bồ Tát đi khắp cả mười phương làm những Phật sự có lợi ích cho chúng sinh. Liền đó Đức Như Lai Hương Tích lấy cái bát ở cõi Chúng Hương đâm đầy cơm thơm trao cho vị hóa Bồ Tát. Lúc ấy 9 triệu vị Bồ Tát ở cõi kia đồng nói rằng: Chúng con muốn đi đến thế giới Ta Bà cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng con cũng muốn viếng thăm Duy Ma Cật và đại chúng Bồ Tát. Phật Hương Tích nói: Có thể đi được, nhưng các ông nên kiểm giữ mùi thơm nơi thân, đừng để cho chúng sinh cõi kia khởi tâm lầm lạc tham trước. Lại nữa, các ông nên xả bỏ hình thể đang có của mình, đừng để những người cầu đạo Bồ Tát ở cõi Ta Bà kia sinh lòng xấu hổ. Lại nữa, đối với họ các ông đừng có lòng khinh chê mà tạo ra tư tưởng trở ngại. Tại sao vậy? Các cõi nước mười phương đều như hư không, chư Phật vì muốn giáo hóa những kẻ ưa pháp nhỏ,
cho nên trọn hiện cõi tịnh độ của mình một cách trọn vẹn. Lúc ấy, vị Hóa Bồ Tát nhận lấy bát cơm cùng với 9 triệu vị Bồ Tát, cùng nương oai thần của Phật và sức của Duy Ma Cật bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới kia. Trong phút chốc, các vị đến chỗ Duy Ma Cật. Lúc ấy, Duy Ma Cật liền hóa ra 9 triệu tòa sư tử, nghiêm trang đẹp đẽ như các tòa trước đó. Các vị Bồ Tát đều ngồi lên những tòa sư tử ấy. Bấy giờ vị Hóa Bồ Tát trao cho Duy Ma Cật cái bát được đầy cơm thơm. Mùi thơm của cơm bay khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Lúc ấy, những người trong hạng Bà La Môn cho tới những người trong hạng cư sĩ ở thành Tỳ Gia Ly nghe mùi thơm ấy, lấy làm khoái lạc thân thể và tâm ý, thầy đều khen là việc chưa từng có. Lúc ấy, có vị trưởng già chủ tên là Nguyệt Cái dẫn theo 84.000 người cùng đến vào nhà Duy Ma Cật. Thấy trong thất có rất nhiều vị Bồ Tát với nhiều tòa sư tử cao rộng, nghiêm trang, tốt đẹp. Họ rất vui vẻ lễ kính đại chúng Bồ Tát và các vị đại đệ tử rồi lui lại đứng sang một bên. Các vị thần đất đai, thần hư không cùng các vị thiên tiên cõi dục giới và sắc giới nghe mùi thơm ấy cũng đều hiện đến vào nhà Duy Ma Cật. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn, các nhân già hãy dùng món cơm cam lộ của Như Lai do lòng đại bi hun đúc mà thành. Đừng đem tâm ý hạn hẹp mà ăn cơm này, e chẳng tiêu được. Có vị thanh văn lấy làm lạ, nghĩ rằng cơm ấy ít thế, làm sao đủ cho đại chúng mỗi người đều có ăn. Vị Hóa Bồ Tát nói, đừng lấy cái đức nhỏ trí nhỏ của hàng thanh văn mà cân lượng phước huệ vô lượng của Như Lai. Bốn biển còn có thể cạn nhưng cơm này không thể hết. Giả như tất cả người ta đều ăn cơm này, vò thành từng viên lớn như núi Tu Di, mãi đến trọn một kiếp còn chẳng hết cơm thay. Tại sao vậy? Là vì thức ăn thừa của bậc có đầy đủ công đức, vô tận giới định, trí huệ giải thoát tri kiến chẳng bao giờ có thể hết được. Lúc ấy cơm từ trong bát lấy ra làm no bụng tất cả đại chúng mà vẫn không hết. Những vị Bồ Tát thanh văn trời người đã ăn món cơm ấy, thân thể đều trở nên an ổn khoái lạc cũng như tất cả các vị Bồ Tát hết thảy các cõi nước lạc trang nghiêm vậy. Lại nữa, từ những lỗ chân lông của các vị đều phát ra mùi thơm vi diệu cũng như mùi thơm cây cối ở cõi nước chúng hương. Lúc ấy Duy Ma Cật hỏi chư Bồ Tát nước chúng hương rằng, Đức Như Lai hướng tích thuyết pháp bằng cách nào? Chư Bồ Tát ấy đáp, Đức Như Lai ở cõi chúng tôi chẳng thuyết pháp bằng văn tự. Ngài chỉ dùng các mùi thơm làm cho chư thiên và người ta đắc nhập luật hạnh. Bồ Tát mỗi vị đều ngồi nơi cội cây thơm, nghe mùi thơm vi diệu kia liền thành tựu hết thảy các phép tam muội đức tạng. Được các phép tam muội ấy rồi thì hết thảy những công đức của hàng Bồ Tát đều tự nhiên đầy đủ. Chư Bồ Tát lại hỏi Duy Ma Cật, hiện nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp bằng cách nào? Duy Ma Cật đáp, ở cõi này chúng sinh căng cường khó dạy, cho nên Phật nói với họ những lời căng cường đặng điều phục họ. Như nói, như thế này là địa ngục, như thế này là súc sinh, như thế này là ngạ quỷ, như thế này là chỗ khó tu, như thế này là chỗ mà kẻ ngu sinh ra, như thế này là hạnh tà ác của thân, như thế này là quả báo hạnh tà ác của thân, như thế này là hạnh tà ác của miệng, như thế này là quả báo hạnh tà ác của miệng, như thế này là hạnh tà ác của ý, như thế này là quả báo hạnh tà ác của ý, như thế này là sát sinh, như thế này là quả báo của sát sinh, như thế này là chẳng cho mà lấy, như thế này là quả báo của việc chẳng cho mà lấy, như thế này là tà dâm, như thế này là quả báo của việc tà dâm, như thế này là nói dối, như thế này là quả báo của việc nói dối, như thế này là nói hai lưỡi, như thế này là quả báo của việc nói hai lưỡi, như thế này là nói lời độc ác, như thế này là quả báo của việc nói lời độc ác, như thế này là nói lời vô nghĩa, như thế này là quả báo của việc nói lời vô nghĩa, như thế này là tham lam, như thế này là quả báo của sự tham lam, như thế này là sân hận, như thế này là quả báo của sự sân hận, như thế này là tà kiến, như thế này là quả báo của tà kiến, như thế này là keo lận, như thế này là quả báo của keo lận, như thế này là phá giới, như thế này là quả báo của việc phá giới, như thế này là sân nhuế, như thế này là quả báo của sân nhuế, như thế này là giải đãi, như thế này là quả báo của giải đãi, như thế này là loạn ý, như thế này là quả báo của loạn ý, như thế này là ngu si, như thế này là quả báo ngu si, như thế này là kết giới, như thế này là giữ giới, như thế này là phạm giới, như thế này là nên làm, như thế này là không nên làm, như thế này là chướng ngại, như thế này là không chướng ngại, như thế này là phạm tội, như thế này là lìa tội, như thế này là trong sạch, như thế này là dơ nhớp, như thế này là phiền não, như thế này là không có phiền não, như thế này là tà đạo, như thế này là chánh đạo, như thế này là hữu vi, như thế này là vô vi, như thế này là thế gian, như thế này là niết bàn. 7.
Họ là những kẻ khó dạy, tâm họ như loài khỉ vượn, cho nên Phật phải dùng biết bao phương cách và chế ngự tâm họ rồi mới điều phục được họ. Tỉ như con voi con ngựa ác nghịch chẳng chịu điều phục, người ta phải gia tăng những sự trừng trị đau đớn độc hại cho đến buốt thấu tận xương, sau đó chúng nó mới chịu điều phục. Những chúng sinh càng cường khó dạy lại cũng như vậy, cho nên Phật phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể khiến họ vào luật. Chư Bồ Tát ấy nghe như vậy rồi đều khóc rằng chưa từng có vậy. Như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài che khuất cái sức tự tại vô lượng của mình cho đến chỉ dùng phép nhỏ đối với kẻ thích nghe mà độ thoát chúng sinh. Còn chư Bồ Tát đây cũng lao nhọc khiêm nhường lắm, các ngài đeo lòng đại bi vô lượng mà sinh nơi cõi Phật này. Duy Ma Cật nói, chư Bồ Tát ở cõi này có lòng đại bi bền vững đối với các chúng sinh, đúng như lời quý vị vừa nói. Tuy nhiên những ai ở cõi này một đời mà làm việc nhiều ích cho chúng sinh, còn hơn ở các cõi khác trong trăm ngàn kiếp mà làm điều thiện. Tại sao vậy? Ở thế giới Tam Bà này có 10 việc thiện mà ở những cõi tịnh độ không có. Những gì là 10? Dùng bố thí mà nhiếp phục kẻ bẩn cùng, dùng tịnh giới mà nhiếp phục kẻ hủy cấm, dùng nhẫn nhục mà nhiếp phục kẻ giận hờn, dùng tinh tấn mà nhiếp phục kẻ biếng nhác, dùng thiền định mà nhiếp phục kẻ loạn ý, dùng trí huệ mà nhiếp phục kẻ ngu si, nói lẽ trừ nạn mà độ khỏi tám nạn, dùng pháp đại thừa mà độ kẻ ưa thích tiểu thừa, dùng các thiện căn cứu tế những kẻ không có đức, thường dùng bốn pháp thâu nhiếp mà giúp cho chúng sinh được thành tựu, đó là 10 việc. Chư Bồ Tát ấy hỏi, ở thế giới này Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp đức hạnh mới được không tỷ vết sinh về tịnh độ? Duy Ma Cật nói, ở thế giới này Bồ Tát thành tựu 8 pháp đức hạnh mới được không tỷ vết sinh về tịnh độ. Những gì là 8? Làm lợi ích cho chúng sinh mà chẳng mong báo đáp, chịu các khổ não thay cho tất cả chúng sinh, đem những công đức do mình tạo ra mà thí hết cho chúng sinh, đem lòng bình đẳng mà thương yêu các chúng sinh, khiêm cùng hạ mình một cách vô ngại, xem các vị Bồ Tát cũng như Phật, những kinh mà mình chưa nghe, thầy muốn nghe mà chẳng sanh nghi, chẳng chung cổ với hàng thanh văn mà làm việc trái ngược, chẳng ganh ghét những kẻ khác khi họ được cúng dường, không lấy phần lợi nhiều về mình trong việc ấy nên điều phục tâm, thường xét lỗi mình, chẳng nói lỗi người, hằng quyết một lòng cầu các công đức, đó là 8 pháp. Ở trong đại chúng, khi Duy Ma Cật và Văn Thù Sư Lị thuyết xong các pháp ấy, trăm ngàn chư thiên và người ta đều phát tâm an hậu đa la tam miệu tam bồ đề, 10.000 vị bồ tát đắc vô sinh pháp nhẫn. Phẩm thứ 11, hạnh bồ tát. Lúc ấy Phật đang thuyết pháp trong vườn cây am la, cảnh đất ấy bỗng nhiên trở nên rộng lớn nghiêm đẹp, tất cả chúng hội đều ánh lên màu vàng ròng. A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành ứng hiện, cảnh này bỗng trở nên rộng lớn nghiêm đẹp, tất cả chúng hội đều ánh lên màu vàng ròng? Phật bảo A Nan, đó là Duy Ma Cật và Văn Thù Sư Lị với đại chúng cung kính vây quanh phát ý muốn đến đây, cho nên trước tiên ứng hiện ra điểm lành ấy. Bấy giờ Duy Ma Cật nói với Văn Thù Sư Lị: Chúng ta nên cùng đến viếng Phật, cùng với chư Bồ Tát lễ kính và cúng dường Phật. Văn Thù Sư Lị nói: Lành thay, nên đi lắm, nay đã phải lúc lắm vậy. Duy Ma Cật liền dùng sức thần thông nâng hết cả đại chúng với tòa sư tử của mỗi vị đặt lên lòng bàn tay phải của mình, rồi đi đến chỗ Phật ngự. Tới nơi, người để đại chúng với tòa sư tử trên mặt đất đỉnh lễ sát chân Phật, đi quanh Phật 7 vòng theo tay mặt, một lòng chắp tay cung kính rồi đứng sang một bên. Chư Bồ Tát mà người đưa đến, thầy liền rời khỏi chỗ ngồi đỉnh lễ sát chân Phật, cũng đi quanh Phật 7 vòng theo tay mặt rồi đứng sang một bên. Các vị đại đệ tử Đế Thích, Phạm Vương, Bốn Thiên Vương cũng đều rời khỏi chỗ ngồi đỉnh lễ sát chân Phật rồi đứng sang một bên. Lúc ấy Đức Thế Tôn đi theo pháp mà hỏi han trước Bồ Tát, rồi bảo mọi người trở lại chỗ ngồi. Vâng lời Phật dạy, ai nấy đều ngồi lại chỗ sẵn định của mình. Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông có thấy Bồ Tát Đại Sĩ Hiện Xước Thần tự tại chăng? Dạ, con đã thấy. Ý ông thế nào? Bạch Thế Tôn, con thấy đúng là không thể nghĩ bàn, vượt quá sức tưởng tượng, vượt ngoài sự đo lường. Lúc ấy A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay có một hương thơm chưa từng có, đó là hương thơm gì vậy? Phật bảo A Nan: Ấy là hương thơm nơi lỗ chân lông của các vị Bồ Tát kia tỏa ra. Bấy giờ Xá Lợi Phất bảo A Nan rằng: Từ nơi các lỗ chân lông của chúng tôi giờ cũng phát ra mùi thơm ấy. A Nan hỏi: Mùi thơm ấy từ đâu đến? Xá Lợi Phất đáp: Trưởng giả Duy Ma Cật đây đã xin món cơm thừa của Phật từ nước chúng hương mà đem về. Những ai đã ăn cơm ấy tại nhà ông thì từ nơi tất cả các lỗ chân lông đều có mùi thơm như vậy. A Nan liền hỏi Duy Ma Cật: Mùi thơm ấy sẽ còn được bao lâu?
Duy Ma Cật đáp, cho đến khi cơm ấy tiêu hết. Lại hỏi, bao lâu cơm ấy sẽ tiêu hết? Đáp, hiệu lực của cơm ấy duy trì tới 7 ngày, sau đó mới tiêu hết. Lại nữa, A Nan, vị thanh văn nào chưa vào chánh vị, chưa đắc quả A-la-hán? Nếu ăn cơm ấy thì sau khi đắc nhập chánh vị, cơm mới tiêu hết. Người đã vào chánh vị, nếu ăn cơm ấy thì sau khi tâm được giải thoát, cơm mới tiêu hết. Người chưa phát ý đại thừa, nếu ăn cơm ấy cho tới khi phát ý rồi, cơm mới tiêu hết. Người đã phát ý, nếu ăn cơm ấy cho tới khi đắc vô sinh nhẫn, rồi cơm mới tiêu hết. Người đã đắc vô sinh nhẫn, nếu ăn cơm ấy đến khi được địa vị nhất sinh bổ xứ, rồi cơm mới tiêu hết. Tỉ như có một chất thuốc tên là thượng vị, những ai uống thuốc ấy, chỉ khi các thứ độc trừ dứt, thuốc mới tiêu hết. Cơm ấy cũng vậy, trừ dứt tất cả các độc phiền não xong, sau đó mới tiêu hết. A Nan bạch Phật rằng, chưa từng có vậy. Thế Tôn, như thứ cơm ấy ắt có thể làm Phật sự. Phật dạy, đúng vậy, A Nan, và có cõi Phật dùng ánh sáng quang minh của Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng chư Bồ Tát mà làm Phật sự. Có cõi dùng người biến hóa của Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng cây Bồ Đề mà làm Phật sự. Có cõi dùng y phục của Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng cơm và đồ ăn của Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng vườn hoa, rừng cây, đèn đài mà làm Phật sự. Có cõi dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự. Có cõi dùng thân Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng hư không mà làm Phật sự. Chúng sinh muốn nương theo duyên ấy mà vào luật hạnh. Có cõi dùng những ví dụ như chiêm bao, ảo hóa, bóng dáng, tiếng rội, hình lộ trong gương, mặt trăng dưới nước, dậy sóng khi trời nắng mà làm Phật sự. Có cõi dùng âm thanh, lời nói, văn tự mà làm Phật sự. Và có cõi Phật thanh tịnh dùng những việc tịch mịch, không lời, không thuyết, không trì, không ghi, không làm vô vi mà làm Phật sự. A Nan, như vậy đó, mọi cách đi đứng, nằm ngồi, tới lui của Phật, thảy thảy hành vi, không chi chẳng là Phật sự. A Nan, có bốn thứ ma, tám muôn bốn ngàn thứ phiền não, làm cho chúng sinh phải nhọc nhằn, mệt mỏi. Chư Phật liền dùng những pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Bồ Tát đã vào pháp môn ấy, nếu thấy tất cả các vật, các Phật độ sạch đẹp, thì chẳng vui, chẳng ham, chẳng kiêu. Nếu thấy tất cả Phật độ chẳng sạch, thời chẳng buồn, chẳng ngại, chẳng lui, chỉ đối với chư Phật sinh lòng thanh tịnh, hoan hỷ, cung kính, cho là chưa từng có vậy. Công đức của chư Phật Như Lai vẫn là bình đẳng, nhưng vì giáo hóa chúng sinh nên các ngài hiện ra những cõi Phật khác nhau. A Nan, ông thấy các nước Phật đất đai nhiều thứ khác nhau, nhưng hư không chẳng có nhiều thứ như cũng như vậy. Ông thấy chư Phật sắc thân nhiều dạng khác nhau, nhưng cái huệ vô ngại của các ngài thì chẳng khác nhau. A Nan, về sắc thân của chư Phật với oai tướng, chủng tánh, giới, định huệ, giải thoát tri kiến, lực vô sở úy, pháp bất cộng, đại từ đại bi, các sở hành oai nghi như đi đứng nằm ngồi, cùng là thọ mạng của chư Phật thuyết pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh, làm cho trong sạch cõi Phật, đầy đủ các Phật pháp, thấy các ngài đều bình đẳng như nhau, cho nên gọi ý các ngài là tam biểu tam Phật đà, cũng gọi là đà đà a giả độ, cũng gọi là Phật đà. A Nan, nếu ta nói rộng nghĩa ba danh xưng ấy, dẫu cho người sống đến trọn kiếp cũng không thể nhận lãnh hết. Tỉ như trong cõi tam thiên đại thiên thế giới này, dẫy đầy các chúng sinh cũng đều đa văn bậc nhất như A Nan và được niệm tổng trì, lại sống đến trọn kiếp cũng không thể thọ nhận cho hết nghĩa lý trên. A Nan, như vậy, A Nậu, Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề của chư Phật là không có hạn lượng, trí huệ biện tài của các ngài là không thể nghĩ bàn. A Nan bạch Phật rằng, từ nay con chẳng dám nhận mình là đa văn nữa. Phật dạy A Nan đừng có ý nghĩ thối lui như vậy. Tại sao vậy? Ta nói ông đa văn bậc nhất là đối với hàng thanh văn chứ chẳng phải với hàng Bồ Tát. Thôi đi A Nan, những người có trí chẳng nên hạn độ chư Bồ Tát. Tất cả biển rộng vực sâu còn có thể đo lường, nhưng thiền định trí huệ tổng trì biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát đều chẳng thể đo lường cho xiết. A Nan, các ông hãy bỏ đi việc lượng định sở hành của hàng Bồ Tát. Duy Ma Cật đây, một khi hiện sức thần thông, dầu tất cả thanh văn và bích chi Phật, dùng hết sức biến hóa trong trăm ngàn kiếp, cũng chẳng làm được như người. Lúc ấy, các vị Bồ Tát từ thế giới chúng hương đến đồng chắp tay, bạch Phật rằng, Thế Tôn, khi mới thấy cõi này, chúng con có ý cho là thấp kém, bây giờ chúng con tự hối trách để bỏ ý nghĩ ấy. Tại sao vậy? Pháp môn phương tiện của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Vì độ chúng sinh cho nên các ngài tùy theo chỗ thích hợp của họ mà hiện ra các nước Phật khác nhau. Dạ, kính bạch Thế Tôn, xin ngài ban cho chút ít Phật pháp, khi trở về chúng con sẽ nhớ tưởng Như Lai. Phật dạy các vị Bồ Tát, có pháp môn giải thoát gọi là dứt và không dứt. Các ông nên tu học
Sao gọi là dứt? Đó là pháp hữu vi. Sao gọi là không dứt? Đó là pháp vô vi. Nhưng Bồ Tát là chẳng dứt hữu vi, chẳng trụ vô vi. Sao gọi là Bồ Tát chẳng dứt hữu vi? Đó là chẳng để đức đại từ, chẳng bỏ đức đại bi, phát khởi sâu vững tâm nhất thiết trí, không hề sao lãng đối với trí quyết thành Phật, giáo hóa chúng sinh chẳng hề mệt chán, thường xét nghĩ việc tùy thuận thi hành bốn pháp thấu nhiếp, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, gieo trồng các căn lành chẳng hề mệt chán, tâm trí thường được an ổn vững chãi, đem phương tiện hướng về Phật quả, cầu pháp chẳng biếng nhác, thuyết pháp chẳng hiểm tiếc, siêng cúng dường chư Phật và chốn sinh tử nhưng không sợ sệt chi cả. Đối với sự vinh nhục, lòng không lo buồn, không mừng vui, chẳng khinh kẻ chưa tu học, kính trọng người tu học như Phật. Đối với kẻ chìm đắm trong phiền não, khiến họ phát sinh chánh niệm, đánh xa những cuộc vui chơi, chẳng cho đó là quý, chẳng tham trước việc sung sướng cho riêng mình, mừng cho kẻ khác được sung sướng. Tại các cảnh thiền định, tưởng đó như các tầng địa ngục. Đối với cuộc sinh tử luân hồi, tưởng đó như vườn cảnh điện đài. Thế kẻ đến thỉnh cầu, tưởng họ như bậc thầy hiền, thí xả những vật sở hữu của mình, đầy đủ cái tâm tưởng cầu quả vị của đấng có trí hiểu biết tất cả. Thấy kẻ phá hủy giới cấm, khởi lên cái tư tưởng cứu hộ. Đối với các ba la mật, tưởng như cha mẹ. Đối với các pháp đạo phẩm, tưởng như quyến thuộc. Này là các căn lành không hề có giới hạn. Lấy những việc niệm sức cõi nước trong sạch để thành tựu cõi Phật của mình, làm việc bố thí không có kỳ hạn, đủ đầy những tướng chánh và tướng phụ trang nghiêm thân mình, trừ bỏ mọi việc xấu ác, giữ sạch thân miệng ý, trải vô số lần sinh tử, tâm ý vẫn dũng mãnh, nghe vô lượng công đức của Phật, chỉ hít quyết như vậy mà chẳng mệt mỏi, dùng gươm trí huệ chém phá dọc phiền não, đem ấm nhập giới ra gánh vác chúng sinh, khiến họ được giải thoát mãi mãi, đem đức tinh tấn lớn đánh dẹp binh ma, thường cầu đức tánh vô niệm trí huệ thật tướng, thi hành lẽ biết đủ ít tham cầu, nhưng chẳng bỏ pháp thế gian, chẳng che bỏ oai nghi có cách, nhưng có thể tùy tục mà khởi ra huệ thần thông diệu dắt chúng sinh, được niệm tổng trì nghe rồi chẳng quên, khéo phân biệt các căn lanh loại hoặc chậm lụt, dứt tuyệt chỗ nghi hoặc của chúng sinh, đem lòng vui vẻ mà biện thuyết diễn giảng pháp giáo một cách không ngăn ngại, mười điều lành được thanh tịnh, thọ hưởng phước lạc ở cõi trời và cõi người, tu bốn tâm vô lượng mở đường lên cảnh phạm thiên, khuyên thỉnh thuyết pháp tùy hỷ xưng tán việc lành, được âm thanh của Phật, thần miệng ý trở nên hiền lành, được oai nghi của Phật, tu các pháp lành một cách sâu vững, sở hành ngày càng tốt đẹp, nương giáo pháp đại thừa thành Bồ Tát tăng, tâm ý không phóng dật, chẳng bỏ mất các việc lành, thi hành những pháp như vậy gọi là Bồ Tát chẳng hết hữu vi. Sao gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi? Đó là tu học lẽ không như chẳng lấy lẽ không làm chứng đắc, tu học vô tướng vô tác như chẳng lấy vô tướng vô tác làm chứng đắc, tu học vô khởi nhưng chẳng lấy vô khởi làm chứng đắc, quán lẽ vô thường nhưng chẳng chán cội lành, quán những nỗi khổ thế gian nhưng chẳng nhất việc sinh tử, quán lẽ vô ngã nhưng dạy người chẳng chán, quán lẽ tịch diệt nhưng chẳng tịch diệt mãi mãi, quán lẽ xa lìa nhưng thân tâm tu thiện, quán lẽ không có chỗ về nhưng quay về các pháp lành, quán lẽ không sinh nhưng đem việc sinh sống mà gánh vác tất cả chúng sinh, quán lẽ không có phiền não nhưng chẳng đoạn tuyệt các phiền não, quán lẽ không có sở hành nhưng đem việc hành pháp mà giáo hóa chúng sinh, quán lẽ không không nhưng chẳng bỏ đức đại bi, quán chánh pháp vị nhưng chẳng theo tiểu thừa, quán các pháp là hư vọng, không có bền chắc, không có ta và người, không có chủ tể, không có tướng trạng, bổn nguyện chưa tròn nhưng phước đức thiền định trí huệ chẳng phải là hư luống. Từ các pháp như vậy gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi. Lại nữa, nhờ có đủ phước đức nên Bồ Tát chẳng trụ vô vi, nhờ có đủ trí huệ nên chẳng dứt hữu vi, nhờ đại từ bi nên chẳng trụ vô vi, nhờ tròn bổn nguyện nên chẳng dứt hữu vi, nhờ tụ hội các phương thuốc pháp nên chẳng trụ vô vi, nhờ khéo tùy bệnh mà cho thuốc nên chẳng dứt hữu vi, nhờ biết bệnh của chúng sinh nên chẳng trụ vô vi, nhờ trị dứt bệnh của chúng sinh nên chẳng dứt hữu vi. Các vị chánh sĩ Bồ Tát khi đã tu xong các pháp ấy thì chẳng dứt hữu vi, chẳng trụ vô vi, đó là pháp môn giải thoát dứt và không dứt, các ông nên tu học pháp môn ấy. Lúc ấy các vị Bồ Tát kia nghe Phật thuyết thời pháp ấy rồi đều rất hoan hỷ, tiện dùng các hoa màu nhiệm với nhiều thứ màu sắc, nhiều thứ mùi thơm dày khắp cõi thế giới tam thiên đại thiên, cúng dường Phật với kinh pháp này, cũng cúng dường chư Bồ Tát cõi này. Rồi đó các ngài đỉnh lễ nơi chân Phật khen là chưa từng có và nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có thể ở cõi này mà thực hành phương tiện một cách khéo léo,
Nói xong bỗng nhiên các ngài mất dạng trở về nước kia. Phẩm thứ 12, thấy Phật A Súc. Lúc ấy Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật: "Như ông muốn thấy Như Lai thì quán Như Lai bằng cách nào?" Duy Ma Cật thưa: "Như tự quán cái tướng thật của thân, quán Phật cũng như vậy. Con quán Như Lai như thế này: lúc trước ngài chẳng lạ, lúc sau ngài chẳng đi, hiện nay ngài chẳng trụ, chẳng quán hình sắc, chẳng quán tánh như của hình sắc, chẳng quán tánh của hình sắc, chẳng quán tánh của thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng quán tánh như của thức. Chẳng phải do bốn đại khởi lên, bốn đại ấy đồng với hư không, sáu nhập không chứa giữ gì cả, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua, chẳng ở tại ba cõi, ba cấu nhiễm đã lìa, thuận theo ba môn giải thoát đầy đủ ba minh, ba minh ấy đồng với vô minh. Chẳng phải một tướng duy nhất, chẳng phải nhiều tướng khác nhau, chẳng phải tướng mình, chẳng phải tướng kẻ khác, chẳng phải không có tướng, chẳng phải giữ lấy tướng, chẳng ở bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng những giáo hóa chúng sinh. Quán lẽ tịch diệt cũng chẳng tịch diệt mãi, chẳng phải thế này, chẳng phải thế kia, chẳng dùng cái này, chẳng dùng cái kia, chẳng có thể dùng trí mà hiểu, chẳng có thể dùng thức mà biết, không tối không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu, không sạch không dơ, chẳng ở tại phương vị, chẳng lìa khỏi phương vị, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, không chỉ không nói, chẳng bố thí, chẳng keo lận, chẳng trì giới, chẳng phạm giới, chẳng nhẫn nhịn, chẳng giận hờn, chẳng tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng định, chẳng loạn, chẳng trí, chẳng ngu, chẳng thành thật, chẳng dối trá, chẳng lại, chẳng đi, chẳng ra, chẳng vào, tất cả ngôn ngữ đàm luận đều dứt, chẳng phải ruộng phước, chẳng phải chẳng là ruộng phước, chẳng phải đáng nhận sự cúng dường, chẳng phải chẳng đáng nhận sự cúng dường, chẳng giữ, chẳng bỏ, chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, đồng với sự chân thật, ngang với tánh các pháp, không thể cân, không thể lường, vượt quá sự cân lường, chẳng phải lớn, chẳng phải nhỏ, chẳng phải thấy, chẳng phải nghe, chẳng phải hiểu, chẳng phải biết, chẳng lìa các việc trói buộc, các trí đều bình đẳng đồng với chúng sinh, không phân biệt các pháp, tất cả đều không mất, không trưởng không não, không tác không khỏi, không sinh không diệt, không sợ không lo, không vui thích không chán ngán, không có việc đã qua, không có việc sẽ tới, không có việc hiện nay, không thể dùng lời nói mà phân biệt mà chỉ rõ. Thế Tôn, thân Như Lai là như thế, theo đúng như vậy, dùng phép quán như vậy gọi là chánh quán, nếu theo phép quán khác gọi là tà quán. Lúc ấy, Sáng Lị Phất hỏi Duy Ma Cật: "Ông trước thác ở chốn nào mà sinh lại đây?" Duy Ma Cật nói: "Trong chỗ đắc pháp của ông, có việc thác và sinh chăng?" Sáng Lị Phất nói: "Không có thác và sinh." Duy Ma Cật nói: "Nếu trong các pháp không có tướng thác và sinh, sao ông lại hỏi tôi thác ở chốn nào mà sinh lại đây? Ý ông thế nào?" "Ví như một vị ảo sư hóa ra kẻ nam người nữ, đó có phải là thác rồi sinh lại chăng?" Sáng Lị Phất nói: "Không có thác và sinh." Duy Ma Cật nói: "Ông há chẳng nghe Phật dạy các pháp đều như tướng ảo hóa đó sao?" Sáng Lị Phất nói: "Đúng như vậy." Duy Ma Cật nói: "Nếu tất cả pháp đều như tướng ảo hóa, tại sao ông lại hỏi tôi rằng thác ở chỗ nào mà sinh lại đây?" Sáng Lị Phất: "Thác là pháp hư dối, là tướng bại hoại, sinh là pháp hư dối, là tướng nối tiếp. Bồ Tát tuy thác nhưng chẳng hết cội lành, tuy sinh nhưng chẳng thêm việc giữ." Lúc ấy Phật bảo Sáng Lị Phất: "Có một nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật ở đó hiệu là Vô Động, Duy Ma Cật đây thác ở nước ấy mà sinh lại đây." Sáng Lị Phất nói: "Chứ tưởng có vậy, Thế Tôn, người này há có thể bỏ cõi thanh tịnh mà vui lòng sinh lại trốn nhiều sân hại này sao?" Duy Ma Cật hỏi Sáng Lị Phất: "Ý ông thế nào khi ánh sáng mặt trời phóng ra, ánh sáng ấy có hiệp với tánh của sự tối chăng?" Sáng Lị Phất đáp: "Không, khi ánh sáng mặt trời phóng ra, thời không còn những chỗ tối." Duy Ma Cật lại hỏi: "Tại sao mặt trời vận hành ở cõi Diêm Phủ Đà?" Sáng Lị Phất đáp: "Là muốn đem ánh sáng chiếu ra để phá trừ sự tối tăm." Duy Ma Cật nói: "Bồ Tát cũng vậy, tuy sinh ở cõi Phật chẳng tịnh, là vì muốn giáo hóa chúng sinh nhưng chẳng chung hiệp với những kẻ ngu tối. Bồ Tát chỉ muốn dứt trừ cảnh tối tăm là phiền não của chúng sinh mà thôi." Lúc ấy đại chúng lấy làm khát ngưỡng, muốn nhìn thấy thế giới Diệu Hỷ với Đức Như Lai Vô Động và chúng Bồ Tát thanh văn của Ngài. Biết được ý nghĩ của tất cả chúng hội, Đức Phật bảo Duy Ma Cật rằng: "Thiện nam tử, ông hãy vì chúng hội này hiện ra nước Diệu Hỷ với Đức Như Lai Vô Động và chúng Bồ Tát thanh văn của Ngài." Đại chúng đây đều muốn thấy như vậy. Lúc ấy Duy Ma Cật nghĩ trong tâm rằng: "Không rời khỏi chỗ ngồi này, tôi sẽ đón lấy cõi nước Diệu Hỷ, núi Thiết Vi, non nước suối tre, sông rạch, biển cả, mạch nguồn, núi Tu Di với mặt trời, mặt trăng tinh tú, cung điện của chư thiên, loài rồng, quỷ thần, cùng đại chúng Bồ Tát thanh văn, thành ấp làng xóm, kẻ nam người nữ, kẻ lớn người nhỏ, cho đến Đức Như Lai Vô Động với cây Bồ Đề, các hoa sen bổ nhiệm đều có thể làm Phật sự ở khắp mười phương.
Ba đạo thang báu sẽ bắt từ mặt đất cõi Diêm Phủ đè lên tới cung trời Đao Lỵ. Chư thiên sẽ theo thang báu ấy mà đi xuống. Ai nấy đều sẽ lễ kính Đức Như Lai Vô Đậu, nghe và thọ kinh pháp. Người ở Diêm Phủ đè cũng sẽ trèo thang ấy đi lên tới cung trời Đao Lỵ, yết kiến chư thiên cung ấy. Có thế giới diệu hỷ thành tựu những công đức vô lượng như vậy, cho đến miền cao nhất là từng trời Akani Trá và miền thấp nhất là Thủy Tế. Tôi sẽ dùng bàn tay phải mà nắm lấy, cũng như người thợ lò gốm cầm cái bàn xoay. Tôi sẽ đưa thế giới kia vào thế giới này, cũng như người ta mang một vòng dây hoa rồi chỉ cho tất cả đại chúng nhìn thấy. Nghĩ như vậy rồi, Duy Mơ Cật liền nhập định hiện sức thần thông. Ông đưa bàn tay phải mà đón lấy thế giới diệu hỷ đặt vào trong, vào cõi Ta Bà này. Những vị đắc thần thông ở cõi ấy như các vị Bồ Tát, chúng Thanh Văn cùng hàng trời người đều phát lên tiếng rằng: Dạ Thế Tôn, có ai đang bắt lấy chúng con mà mang đi, xin Ngài mở lòng cứu hộ chúng con. Đức Phật Vô Động nói: Chẳng phải ta làm việc ấy, đó là do sức thần thông của Duy Ma Cật làm ra vậy. Ngoài ra những vị chưa đắc thần thông thì chẳng có cảm giác, chẳng biết rằng mình đang bị đưa đi. Thế giới diệu hỷ tuy sắp nhập vào cõi này nhưng chẳng có chi tăng hoặc giảm. Ở thế giới này cũng không có sự chèn ép chật trội, mà tình trạng vẫn y nguyên như cũ không khác gì. Lúc ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đại chúng rằng: Các ông hãy nhìn xem thế giới diệu hỷ với Đức Như Lai Vô Động, nước của Ngài trang nghiêm tốt đẹp. Bồ Tát thì giữ hạnh trong sạch, chư đệ tử đều thanh bạch. Đại chúng đều thưa: Dạ, chúng con đã thấy như vậy. Phật dạy, nếu Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh như vậy, nên học theo đạo mà Đức Như Lai Vô Động đã làm. Trong khi nước diệu hỷ ấy hiện lại, thời 14 Na Do Tha, người ta ở thế giới Ta Bà này phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thành đều nguyện sinh nơi cõi Phật diệu hỷ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng: Các ông sẽ được sinh về nước ấy. Lúc ấy thế giới diệu hỷ ứng hiện sự như ích ở cõi nước này xong, bèn trở về vị trí cũ của mình. Đại chúng đều nhìn thấy như vậy. Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông có nhìn thấy thế giới diệu hỷ với Đức Phật Vô Động chăng? Xá Lợi Phất bạch rằng: Dạ, đã thấy. Thế Tôn, con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được cõi thanh tịnh như Phật Vô Động, nguyện cho tất cả đều được sức thần thông như Duy Ma Cật. Thế Tôn, chúng con lấy làm khoái mà có sự ích lợi tốt lành là được nhìn thấy người này được thân cận và cúng dường. Những chúng sinh nào ở đời hiện tại này hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe được kinh này cũng sẽ được sự lợi ích tốt lành như vậy. Huống chi đã nghe rồi mà còn tin hiểu, thọ trì, đọc tụng như pháp mà tu hành. Nếu ai được kinh điển này vào tay mình, tức là được kho tàng pháp bảo. Nếu ai đọc tụng kinh này, giải thích nghĩa lý trong kinh, theo như giảng thuyết trong kinh mà tu hành, ắt người ấy sẽ được chư Phật hộ niệm. Những ai cúng dường cho người ấy nên biết rằng đó là đang cúng dường chư Phật vậy. Những ai sao chép và gìn giữ quyển kinh này nên biết rằng nơi người ấy cư ngụ tất có Đức Như Lai. Nếu ai nghe kinh này mà tỏ ý vui, ắt người ấy hướng về địa vị của bậc có trí hiểu biết tất cả. Nếu ai tin và hiểu kinh này, cho đến chỉ cần một bài kệ bốn câu và diễn giải với người khác, nên biết rằng người ấy chắc chắn sẽ được thọ ký quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phẩm thứ 13, cúng dường pháp. Lúc ấy ở trong đại chúng, Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Thế Tôn, tuy còn đã theo Phật và Văn Thù Sư Lị mà được nghe trăm ngàn kinh điển, nhưng chưa từng nghe kinh điển Bất Khả Tư Nghị Tự Tại Thần Thông Quyết Định Thật Tướng này, như chỗ còn hiểu nghĩa lý mà Phật đã thuyết. Nếu có những chúng sinh nào nghe được kinh này và tin hiểu thọ trì đọc tụng, thời chắc chắn đắc pháp này. Huống chi theo như giảng thuyết trong kinh mà tu hành, những người ấy sẽ đóng cửa các nẻo ác, mở cửa đường lành, thường được chư Phật hộ niệm. Họ sẽ hàng phục bọn ngoại đạo, dẹp phá đám oán tặc ma, tu tránh quả Bồ Đề, ở yên nơi đạo tràng, bước theo dấu chân mà Như Lai đã đi qua. Thế Tôn, nếu có những người nào thọ trì đọc tụng theo như thuyết mà tu hành, con và những quyến thuộc của con sẽ cúng dường chu cấp phụng sự những người ấy. Bất kỳ ở nơi nào, xóm làng, thành ấp, núi rừng hoặc đồng ruộng mà có hội giảng kinh này, con và những quyến thuộc của con sẽ cùng nhau đến đó nghe và thọ pháp. Những người nào chưa tin, con sẽ làm họ sinh lòng tin. Những người nào đã tin, con sẽ theo giúp họ. Phật phán: lành thay, thiên đế, ông đã nói như vậy, ta vui vẻ tán trợ ông đó. Kinh này giảng rộng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đã qua, hiện tại và tương lai. Thiên đế vì vậy nên những thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này, tức là cúng dường chư Phật đã qua, hiện tại và tương lai. Thiên đế tỷ như trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên này,
có đầy chư Phật Như Lai nhiều đến như mía tre, lau lúa, mè, cây rừng, đều có những thiện nam tử, thiện nữ nhân trải qua một kiếp hoặc một kiếp giảm mà cung kính tôn trọng, tán thán, cúng dường, phụng sự mọi bề đối với chư Phật ấy, cho đến sau khi chư Phật ấy tịch diệt, lại xây tháp bảy báu mà an trí toàn thân xá lị của mỗi đức Phật. Mỗi cảnh tháp bề ngang và bề dọc bằng một cõi tứ thiên hạ, bề cao lên tới cõi phạm thiên, phía ngoài và trên mặt đất trang nghiêm bởi các thứ hoa hương, chuỗi ngọc và phấn, ký nhạc vi diệu bậc nhất. Cúng dường như vậy chọn một kiếp hoặc một kiếp giảm, thiên đế ý ông thế nào? Phước đức mà những người ấy gieo trồng có phải là nhiều chăng? Thích Đại Hoản Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Những phước đức ấy dù trong ngàn muôn kiếp cũng không thể kể cho hết được. Phật bảo thiên đế nên biết rằng, nếu những thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nghe được kinh điển Bất Khả Tư Nghị giải thoát này và tin tưởng thọ trì đọc tụng tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn cả phước đức kia. Tại sao vậy? Bồ đề của chư Phật đều do đó mà sinh ra. Tướng của bồ đề là không thể hạn lượng, bởi nhân duyên ấy phước đức không thể hạn lượng. Phật lại bảo thiên đế: Vào thuở quá khứ, cách này vô lượng a tăng kỳ kiếp, có một đức Phật ra đời, hiệu là Dược Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi thế giới của Phật ấy tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp đó tên là Trang Nghiêm. Phật ấy thọ 20 tiểu kiếp, thành phần tăng của Ngài là 36 ức na do tha vị, Bồ Tát tăng của Ngài là 12 ức vị. Thiên đế thuở ấy có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, vua có đầy đủ 7 thứ báu, làm chúa 4 cõi thiên hạ. Vua có 1.000 người con trai, đoan chánh, dũng kiện, đủ sức hàng phục những kẻ oán địch. Thuở ấy vua Bảo Cái với quyến thuộc của mình cùng cúng dường Đức Như Lai Dược Vương, phụng thí mọi bề yên ổn cho đến trọn 5 kiếp. Quá 5 kiếp ấy rồi, vua bảo 1.000 người con trai rằng: Các con cũng nên làm như cha, đem lòng sâu vững mà cúng dường Phật. Liền đó 1.000 người con trai vâng lời vua cha, cúng dường Đức Như Lai Dược Vương trọn 5 kiếp nữa. Các vị này đều phụng thí mọi bề an ổn. Khi ấy trong các vương tử có một vị tên là Nguyệt Cái của riêng một mình mà suy nghĩ rằng: Liệu có cách cúng dường nào vượt trội hơn cách cúng dường hiện nay chăng? Do thần lực của Phật, nơi không trung liền có một tiếng vị thiên tử phát ra rằng: Thiện nam tử, có cách cúng dường pháp vượt trội hơn các cách cúng dường. Vương tử liền hỏi: Sao gọi là cúng dường pháp? Vị thiên tử đáp: Ông nên đến hỏi Đức Như Lai Dược Vương, Ngài sẽ giảng rộng với ông việc cúng dường pháp. Tức thời vương tử Nguyệt Cái đến chỗ ngự của Đức Như Lai Dược Vương, đành lễ sát chân Phật rồi lui lại đứng sang một bên, bạch Phật rằng: Thế Tôn, trong các cách cúng dường pháp là vượt trội hơn hết. Thế nào gọi là cúng dường pháp? Phật dạy: Thiện nam tử, kinh điển sâu xa do chư Phật thuyết, tất cả thế gian khó tin khó nhận, vi diệu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, chẳng phải chỉ do sự suy xét phân biệt mà được. Đó là phần chứa giữ trong pháp tạng của Bồ Tát, đó là dấu in của ấn Đà La Ni, đưa tới địa vị chẳng còn thối chuyển, thành tựu sáu pháp Ba La Mật, khéo phân biệt nghĩa, thuận theo pháp Bồ Đề, vượt trội hơn hết trong các kinh, vào đại từ bi để các việc ma và các tà kiến, thuận theo pháp nhân duyên, không có ta, không có người khác, không có chúng sinh, không có thọ mạng, không vô tướng Bồ Tát vô khởi, có thể khiến chúng sinh ngồi nơi đạo tràng mà truyền bánh xe pháp, đó là chỗ chư thiên, loài rồng, thần, cảnh thác bà đều khen ngợi, có thể khiến chúng sinh vào được pháp tạng của Phật, thâu nhập tất cả trí huệ của các vị hiền thánh, giảng thuyết chỗ hành đạo của các vị Bồ Tát, nương theo nghĩa tướng chân thật của các pháp, giảng rõ những pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, có thể cứu vớt tất cả những chúng sinh đã hủy phạm giới cấm, khiến cho chúng ma ngoại đạo cùng những kẻ tham trước phải sợ sệt. Đó là chỗ mà chư Phật hiền thánh đều xưng tụng trái nghịch với khổ não sinh tử, chỉ rõ sự vui sướng của Niết Bàn. Đó là chỗ thuyết dạy của chư Phật mười phương trong ba đời. Nếu nghe được những kinh điển như vậy mà tin hiểu thọ trì đọc tụng, dùng sức phương tiện vì chúng sinh mà phân biệt giảng thuyết, chỉ bày rành rẽ thủ hộ pháp giáo, đó gọi là cúng dường pháp. Lại nữa, đối với các pháp cứ theo như thuyết mà tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên để các tà kiến đắc phép nhẫn vô sinh, quyết định không có ta, không có chúng sinh. Nhưng đối với nhân duyên và quả báo không trái nghịch và không tranh cãi, lìa những sở hữu của mình, y theo nghĩa lý, chẳng y theo lời nói, y theo trí, chẳng y theo thức, y theo kinh được hiểu rõ nghĩa, chẳng y theo kinh không hiểu rõ nghĩa, y theo pháp, chẳng y theo người, tùy thuận theo pháp, không có chỗ nào mà vào, không có chỗ nào mà về.
Vì lẽ diệt hết vô minh, cho nên cũng diệt hết các hành, cho đến vì lẽ diệt hết sinh, cho nên cũng diệt hết già và chết. Theo phép như vậy rồi, 12 nhân duyên không có tướng dứt mất, lại cũng không có tướng sinh khởi. Đó gọi là cúng dường pháp cao nhất. Phật bảo Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái theo Phật Dược Vương nghe pháp như vậy, được đức nhẫn nhủ thuận. Người liền cởi cái áo quý đương đắp trên mình mà cúng dường Phật Dược Vương và bạch Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, con sẽ thi hành việc cúng dường pháp, bảo vệ chánh pháp. Xin Phật dùng oai thần thường giúp con kiến lập, xin khiến cho con hạnh phúc được bọn ma oán tu hạnh Bồ Tát. Phật biết rõ nơi thâm tâm của Vương Tử, bèn thọ ký cho rằng về thuở sau cùng ông sẽ làm người bảo vệ thành trì chánh pháp. Thiên Đế, thuở ấy vị Vương Tử Nguyệt Cái thấy pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, bèn phát tâm xuất gia. Người tu tập thiện pháp tinh tấn chẳng bao lâu được năm thần thông đầy đủ đạo Bồ Tát, được phép tổng trì và biện tài chẳng gián đoạn. Sau khi Phật Dược Vương vào Niết Bàn, người dùng sức thần thông tổng trì và biện tài chọn 10 tiểu kiếp, đem chỗ chuyển pháp luân của Như Lai Dược Vương mà tùy nghi phân bố cho đời. Tỷ kheo Nguyệt Cái vì bảo vệ chánh pháp nên siêng tu hành tinh tấn, đến đó từ nơi một thân tỷ kheo ấy hóa ra trong ngả muôn người. Người đứng trên địa vị không còn thối chuyển, đối với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, 14 Na Do Tha người, phát tâm sâu vững, quyết thành thanh văn La Hán hoặc Bích Chi Phật, vô lượng chúng sinh được sinh lên cõi trời. Thiên Đế, vua bỏ cái thủ ấy, nào phải là ai khác, hiện nay thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai, 1.000 người con trai của vua, tức là 1.000 Đức Phật liên tiếp trong hiển kiếp này. Đức Phật thứ nhất là Kala Kiu Tôn Đà, Đức Phật sau rốt hiệu là Lâu Trí, vị tỷ kheo Nguyệt Cái, tức là ta đây. Thiên Đế, như vậy nên biết lẽ cốt yếu này, đối với các việc cúng dường pháp là cao hơn hết, trỗi hơn hết, bậc nhất, không gì sánh nổi. Thiên Đế, vì thế nên hãy dùng sự cúng dường pháp mà cúng dường chư Phật. Phẩm thứ 14, Trúc Lụy. Lúc ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Di Lặc, này ta đem pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã kết tập trong vô lượng ước A Tăng kỷ kiếp mà phó chúc cho ông. Sau khi Phật diệt độ vào đời mạt pháp, các ông nên dùng thần lực mà giảng thuyết lưu hành rộng rãi những kinh như thế này ở cõi Diêm Phủ Đề, đừng để cho dứt tuyệt. Vì sao vậy? Trong tương lai sẽ có những thiện nam tử, thiện nữ nhân cùng chư tiên, loài rồng, quỷ thần, cả tháp bà La Sát phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề sẽ ưa thích giáo pháp Đại Thừa. Nếu như họ chẳng nghe được những kinh như thế này, họ sẽ mất đi điều lợi ích tốt đẹp. Như những người ấy mà nghe được những kinh như thế này, họ sẽ được thêm lòng tin vui, phát tâm cho là ít có, sẽ kính vâng nhận lãnh, rồi sẽ tùy chỗ thích hợp, được lợi ích cho chúng sinh và giảng thuyết rộng rãi để cứu độ. Di Lặc nên biết, chỉ xét vẻ ngoài thì có hai tướng trạng Bồ Tát. Sao gọi là hai? Một là hạng người ưa thích văn chương cầu kỳ hoa mỹ, hay là hạng người chẳng sợ nghĩa lý sâu xa, có thể thâm nhập vào lẽ như nhiên chân thật. Như những ai ưa thích văn chương cầu kỳ hoa mỹ nên biết đó là hạng tu học theo lối mới. Như những ai không nhiễm không trước, không khiếp sợ những kinh điển thâm sâu, lại còn thể thâm nhập vào trong đó, được nghe rồi lòng dạ trở nên trong sạch, có thể thọ trì đọc tụng theo như thuyết mà tu hành, nên biết đó là hạng người đã tu lâu đạo hạnh. Di Lặc, lại có hai điều thuộc về hạng người tu học theo lối mới, chẳng có lòng quyết định đối với pháp thâm sâu. Hai điều đó là gì? Một là họ chưa từng được nghe kinh điển sâu xa, khi nghe thầy họ sợ sệt, sinh nghi, không thể tùy thuận, lại chê bai chẳng tin, liền nói rằng: Chúng tôi trước đây chưa hề nghe kinh điển như thế, kinh ấy từ đâu mà có? Hai là nếu có những người hộ trì giảng thuyết kinh sâu xa như thế này, họ lại chẳng chịu thân cận cúng dường cung kính, hoặc trong khi đó còn nói xấu người ấy nữa. Những ai có hai điều ấy nên biết họ là hạng người tu học theo lối mới. Họ tự làm hại chính mình, đối với pháp sâu xa họ chẳng thể điều phục tâm ý. Di Lặc, lại có hai điều làm cho Bồ Tát tuy tin hiểu pháp sâu nhưng vẫn tự làm hại cho mình, nên chẳng có thể được vô sinh pháp nhẫn. Hai điều ấy là gì? Một là khinh chê hàng Bồ Tát theo lối mới mà chẳng chịu chỉ dạy. Hai là tuy tin hiểu pháp sâu nhưng còn chấp tướng và phân biệt. Bồ Tát Di Lặc nghe thuyết như vậy rồi liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, thật chưa từng có vậy. Theo như Phật thuyết, con sẽ lìa xa những việc xấu kia, phụ trì pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Như Lai đã kết tập trong vô lượng ức A Tăng kỷ kiếp trong đời vị lai. Nếu có những thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Đại Thừa, con sẽ khiến cho họ tự tay
Nhận được kinh điển này, con sẽ giúp cho họ được thêm trí nhớ, khiến họ thọ trì đọc tụng và giảng thuyết rộng với những kẻ khác. Thế Tôn, về thuở sau cùng, nếu những ai có thể thọ trì đọc tụng và giảng thuyết rộng với kẻ khác, nên biết rằng những người đó là do sức thần của Di Lặc kiến lập. Phật dạy, lành thay Di Lặc, như ông vừa nói như vậy, ta vui vẻ tán trợ ông. Lúc ấy, tất cả chư Bồ Tát đồng chắp tay bạch Phật. Sau khi Như Lai tịnh diệt, chúng con sẽ lưu hành thuyết rộng Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở các quốc độ mười phương. Chúng con sẽ mở mang chỉ dẫn cho những vị thuyết pháp khiến cho thấu đạt nghĩa lý kinh này. Bấy giờ bốn vị thiên vương bạch Phật rằng, Thế Tôn, bất kỳ ở đâu, thành ấp xóm làng, rừng núi, đồng ruộng mà có người đọc tụng giảng thuyết kinh này, chúng con sẽ đưa các quan thuộc đến đó nghe pháp và ủng hộ người ấy. Chúng con sẽ khiến cho trong khoảng vuông vức 100 do tuần, chẳng ai có thể rình rập mà làm hại người ấy. Lúc ấy Phật bảo A Nan, hãy thọ trì kinh này và lưu hành giảng thuyết rộng rãi. A Nan bạch rằng, dạ con đã thọ trì những chỗ cốt yếu, bạch Thế Tôn, nên đặt tên kinh này là gì? Phật dạy A Nan, kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng tên là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn, hãy y như vậy mà thọ trì. Phật thuyết kinh này xong, trường giả Duy Ma Cật, Văn Thủ Sư Lị, Xá Lị Phất, A Nan cùng chư thiên, người ta, Atula, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết rồi đều rất vui vẻ tin nhận và kính cẩn làm theo. Hết. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.